Ngày 30 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 38 bị can trong vụ án công ty Việt Á nâng khống giá ký xét nghiệm COVID-19. Trong số này, Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty Việt Á, được xác định là chủ mưu cầm đầu. Việc bị truy tố hai tội danh đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cấp phó của Việt là Vũ Đình Hiệp cũng bị truy tố hai tội danh này. Có 6 người bị truy tố tội nhận hối lộ, gồm ông Nguyễn Thanh Long khi vụ án xảy ra là Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Huỳnh thư ký của ông Long, Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Nam Liên là hai vụ trưởng của Bộ Y tế, Trần Thanh Hùng, vụ phó công tác tại Bộ Khoa học và Công nghệ. Phạm Duy Tuyến, giám đốc CDC Hải Dương. Ngoài ra còn có nhiều người khác bị truy tố như ông Chu Ngọc Anh, Phạm Công Tạc khi vụ án xảy ra là Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó Thủ tướng, các quan chức địa phương như Lâm Văn Tuấn, giám đốc CDC Bắc Giang, Phạm Mạnh Cương, giám đốc Sở Y tế Hải Dương. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cáo buộc Phan Quốc Việt đã đưa hối lộ 106 tỷ đồng, bao gồm 3 triệu USD cho 6 quan chức với mục đích để Việt Á được tham gia nghiên cứu đề tài, kinh doanh, ký xét nghiệm, cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm, hiệp thương giá. Lợi nhuận thu được từ việc nâng khống giá ký xét nghiệm, Tổng giám đốc Việt Á đã dùng số tiền rất lớn để chỉ hối lộ, lót tay cho nhiều người là lãnh đạo, cán bộ của một số bộ ngành. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Long đã thông qua thư ký Nguyễn Huỳnh nhận 2,2 triệu USD và nhận trực tiếp từ Phan Quốc Việt 50.000 USD. Cá phần Nguyễn Huỳnh còn được tổng giám đốc Việt Á chi tiền để mua xe sang. Việc này diễn ra cuối tháng 8 năm 2020. Trong một lần ăn tối, Huỳnh chia sẻ với việc rằng mình vay tiền ngân hàng mua ô tô Volvo XC90, để rồi cuối tháng 1 năm 2021, việc giao Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc công ty Việt Á chuyển cho Huỳnh 2 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố ông Phạm Công Tạc, cựu thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ông Tạc bị xác định gây thiệt hại gần 19 tỷ đồng kinh phí nhà nước cấp để phục vụ đề tài nghiên cứu test xét nghiệm COVID-19 và liên đới gây thiệt hại tài sản nhà nước liên quan đến việc công ty Việt Á thu lời bất chính khi tiêu thụ test xét nghiệm. Ông Tạc là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, được phân công phụ trách lĩnh vực khoa học và công nghệ, trực tiếp theo dõi, quản lý, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu test xét nghiệm đề tài này được giao cho học viện quân y và công ty việt á do bị can phan quốc việt làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc phối hợp nghiên cứu ông tạc biết rõ kết quả nghiên cứu thuộc quyền sở hữu nhà nước do bộ khoa học và công nghệ làm đại diện chủ sở hữu cho đến khi nghiệm thu báo cáo với cơ quan thẩm quyền theo quy định pháp luật cơ quan điều tra xác định ông tạc biết rõ công ty việt á quản lý khai thác sử dụng kết quả nghiên cứu được bộ y tế cấp số đăng ký lưu hành đưa vào sản xuất thương mại không đúng quy định pháp luật. Việc này xâm hại quyền sở hữu quản lý tài sản của nhà nước. Tuy vậy, ông Tạc không thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý, không thực hiện xử lý kết quả đề tài nghiên cứu theo quy định. Mặt khác, ông Tạc ký quyết định thành lập hội đồng đánh giá, nghiệm thu giai đoạn 1 đề tài để hội đồng họp có biên bản nghiệm thu đánh giá, đề nghị Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành test xét nghiệm. Từ đó, công ty Việt Á sử dụng biên bản này để lập hồ sơ đăng ký và được cấp số đăng ký lưu hành trái quy định pháp luật, biến test xét nghiệm từ sản phẩm nghiên cứu của nhà nước thành sản phẩm thương mại của doanh nghiệp. Công ty Việt Á đã sản xuất kinh doanh thu lợi bất chính test xét nghiệm, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước, tổ chức, cá nhân khác. Ông Phạm Công Tạc còn hưởng lợi 50.000 USD do Phan Quốc Việt đưa. Cụ thể, chiều ngày 19 tháng 2 năm 2021 bị can Việt và ông Tạc nhắn tin qua ứng dụng Viber, hẹn gặp ở phòng làm việc của cựu thứ trưởng. Bị can Việt khai khi đến có sách theo một túi màu xanh đựng 50.000 USD và một số hộp khẩu trang, nước rửa tay. Hai người ngồi tại bàn, khu vực bàn uống nước bên trái cửa ra vào, nói chuyện xã giao và nói về công tác phòng chống dịch COVID. Sau khoảng 30 phút, bị can Việt cầm túi đặt lên bàn làm việc và nói Em cảm ơn anh tạo điều kiện cho bọn em, đề tài vào hỗ trợ tụi em rất nhiệt tình. Nếu tình hình tốt thì sắp tới em sẽ ghé thăm anh nữa." Ông Tạc nói cảm ơn. Tại cơ quan điều tra, ông Tạc chỉ thừa nhận cầm 100 triệu đồng từ bị can việc. Ông Tạc cũng khẳng định không bàn bạc trao đổi thỏa thuận thống nhất với Phan Quốc Việt về việc đưa nhận tiền cũng không gây khó khăn nhằm mục đích để việc phải chi tiền. Cơ quan điều tra cho rằng có đủ căn cứ xác định ông Phạm Công Tạc đã nhận 50.000 USD từ Phan Quốc Việt. Việc ông Tạc nhận tiền được xác định là yếu tố vì vụ lợi, theo quy định tại điểm A khoảng 2, điều 219 Bộ Luật Hình Sự, và không đề nghị truy tố ông Tạc tội nhận hối lộ. Trong vụ Việt Á, Cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ông Chu Ngọc Anh bị xác định gây thiệt hại gần 19 tỷ đồng và liên đới gây thiệt hại tài sản nhà nước liên quan đến việc công ty Việt Á thu lời bất chính khi tiêu thụ test xét nghiệm. Cơ quan điều tra xác định, với vai trò Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chu Ngọc Anh biết rõ quyền sở hữu quyền sử dụng kết quả nghiên cứu đề tài thuộc sở hữu nhà nước. Bị can biết rõ công ty Việt Á quản lý, khai thác và sử dụng kết quả nghiên cứu đề tài được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành, đưa vào sản xuất thương mại không đúng quy định pháp luật, xâm hại lợi ích nhà nước. Tuy nhiên, bị can đã không thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý theo quy định, không thực hiện xử lý kết quả đề tài nghiên cứu không những thế, bị can còn để Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo ra thông cáo báo chí về kết quả nghiên cứu cấp phép test cho công ty Việt Á, ký quyết định khen thưởng, ký tờ trình đề nghị Thủ tướng khen thưởng cho công ty Việt Á. Thậm chí, ông Chu Ngọc Anh còn góp sức giúp cho công ty Việt Á được tặng huân chương lao động hạng 3, không đúng đối tượng, công trạng, thành tích để hỗ trợ truyền thông, quảng bá hình ảnh. Từ đó, giúp công ty Việt Á thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho tài sản của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Ngày 28 tháng 7 năm 2020, Phan Quốc Việt nhắn tin qua ứng dụng Viber cho Chu Ngọc Anh, hẹn gặp nhưng Chu Ngọc Anh không nhắn tin trả lời nên Việt nhắn tin cho ông Nguyễn Mai Dương, chánh văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo hướng dẫn của ông Dương, Việt đến trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, được ông Dương dẫn vào phòng làm việc của Chu Ngọc Anh, xong ông Dương đi ra. Sau khi trao đổi khoảng hơn 15 phút, thì việc mở ba lô và lấy túi quà màu xanh có in website và số điện thoại hotline của công ty Việt Á, trong đó có 200.000 USD, tương đương 4,6 tỷ đồng. Lấy khẩu trang và chai nước rửa tay khô do công ty Việt Á sản xuất ra và trao đổi với Chu Ngọc Anh về tính năng, cách sử dụng. Sau đó, việc bỏ khẩu trang và chai nước rửa tay vào túi màu xanh, nói với Chu Ngọc Anh. Tụi em mới có được ít thanh toán, ghé cảm ơn anh đã ủng hộ tụi em tham gia đề tài và hỗ trợ tụi em rất nhiệt tình. Việc còn nói thêm, nếu tình cảm tốt, sắp tới em sẽ ghé thăm anh tiếp, cựu bộ trưởng nói. Tớ cảm ơn Việt. Sau đó, Việt để lại túi màu xanh của công ty Việt Á dưới chân bàn và chào ra về. Ông Chu Ngọc Anh khai nhận 200.000 USD từ Việt nhưng nói rằng không trao đổi bàn bạc thỏa thuận thống nhất với Việt về việc đưa, nhận tiền, không gây khó khăn nhằm mục đích để việc phải đưa tiền. Cơ quan điều tra xác định số tiền 4,6 tỷ đồng Phan Quốc Việt đưa cho Chu Ngọc Anh là yếu tố vì vụ lợi, theo quy định tại điểm A khoảng 2, điều 219 Bộ Luật Hình Sự và không đề nghị truy tố bị can Chu Ngọc Anh tội nhận hối lộ. Trong cuộc làm việc cung cấp thông tin về kết quả phiên họp 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực hôm 16 tháng 8, ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đã chia sẻ chi tiết hơn về chủ trương phân loại khi xử lý với đối tượng trong vụ án liên quan đến kit Việt Á. Kết quả đến lúc này, Cơ quan Tố tụng Trung ương và các đơn vị địa phương đã khởi tố 33 vụ án trên 111 bị can với 6 tội danh, tất cả đều cơ bản đi đến kết thúc điều tra. Nhiều vụ án đã bước vào giai đoạn truy tố. Một số vụ đã được đưa ra xét xử, trong đó có vụ án xảy ra ở Quảng Ninh. Cập nhật tiến độ đến lúc này, ban chỉ đạo yêu cầu các cơ quan tố tụng đến cuối năm nay phải truy tố, xét xử hết chùm vụ án Việt Á này. Quan điểm xuyên suốt trong xử lý chùm vụ án Việt Á là tập trung nghiêm trị những người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng để tác động chỉ đạo cấp dưới làm trái quy định, đem lại lợi ích bất hợp pháp cho Việt Á, nghiêm trị người chủ mưu, người cầm đầu người tích cực thực hành vì mục tiêu vụ lợi đã chiếm hưởng giá trị lớn những nhóm này đã được làm rõ còn các nhóm khác thì quan điểm là phân hóa mạnh chẳng hạn những người có hành vi phạm tội nhưng ở vai trò thứ yếu phụ thuộc thực hiện theo mệnh lệnh đặc biệt không động cơ vụ lợi không hưởng lợi những người ở tuyến đầu chống dịch vi phạm chủ yếu trong công tác đấu thầu trong bối cảnh cần có kích xét nghiệm ngay chỉ biết làm vì việc chung những trường hợp như vậy thì được xem xét tha miễn trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, theo ông Yên, ban chỉ đạo cũng thống nhất đánh giá là trong hoàn cảnh đại dịch như vậy thì rất nhiều trường hợp mua sắm không thể thực hiện theo hết trình tự luật định. Các vi phạm về đấu thầu, mua sắm đều gây hậu quả vật chất thì về nguyên tắc người vi phạm phải bồi thường, nhưng có yếu tố khách quan như vậy thì kể cả trách nhiệm về mặt dân sự với hậu quả vật chất cũng không đặt ra.